Cán bộ chiến sĩ toàn quân tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết sáng tạo quyết thắng, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quân sự quốc phòng năm 2022. Đó là chỉ đạo của Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, tại Hội nghị giao ban Bộ Quốc phòng đầu xuân Nhâm Dần 2022 diễn ra sáng nay tại Hà Nội. Cùng dự hội nghị có Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị và Trung tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó Tổng tham mưu trưởng. Ngay từ đầu giờ sáng, Đại tướng Phan Văn Giang đã tới thăm, kiểm tra các kiếp trực tại Sở Chỉ huy Bộ Quốc phòng và kết nối trực tuyến, kiểm tra động viên cán bộ chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ ở đảo Sinh Tồn, quần đảo Trường Sa và tàu cảnh sát biển 8005, tàu kiểm ngư 267 đang thực hiện nhiệm vụ ứng trực trên biển dịp Tết và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Tháp, Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk. Bộ trưởng yêu cầu các lực lượng nắm chắc tình hình vùng trời, vùng biển và trên bộ, trực duy trì nghiêm, đảm bảo thông tin liên lạc chỉ huy điều hành thông suốt 24/24 giờ, sẵn sàng hỗ trợ ngư dân hoạt động trên biển. Trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, toàn quân duy trì nghiêm chế độ nền nếp trực sẵn sàng chiến đấu, theo dõi nắm chắc tình hình, sẵn sàng xử lý kịp thời mọi tình huống, không để bị động bất ngờ. Đặc biệt, Bộ đội Biên phòng tiếp tục phối hợp với các lực lượng, chức năng, duy trì hơn 1.750 tổ chốt thực hiện nhiệm vụ trên tuyến biên giới, bảo đảm vừa quản lý, bảo vệ biên giới, vừa ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép, phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả. Bên cạnh đó, các cơ quan đơn vị trong toàn quân tổ chức cho bộ đội đón Tết chu đáo với nhiều hoạt động đón xuân vui Tết theo tinh thần vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm, an toàn, sẵn sàng chiến đấu cao. Trong dịp Tết, tình hình tư tưởng cán bộ chiến sĩ toàn quân ổn định, các lực lượng trực Tết tại đơn vị nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ, có ý chí quyết tâm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Thời gian qua, các cơ quan đơn vị đã làm tốt công tác chính sách và hậu phương quân đội, tích cực chăm lo giúp đỡ các đối tượng chính sách, người có công, người nghèo, chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19. Nhân dịp xuân mới, Đại tướng Phan Văn Giang ghi nhận biểu dương những thành tích mà cán bộ chiến sĩ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên chức quốc phòng toàn quân và lực lượng dân quân tự vệ cả nước đã đạt được trong năm 2021 vừa qua và gửi lời chúc mừng năm mới sức khỏe, hạnh phúc và những điều tốt đẹp nhất đến với mọi người, mọi nhà, mọi cơ quan đơn vị. Thay mặt Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang mong muốn cán bộ chiến sĩ toàn quân, lực lượng dự bị động viên và dân quân tự vệ cả nước phát huy cao độ chủ nghĩa anh hùng cách mạng, truyền thống vẻ vang của Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng, phẩm chất tốt đẹp Bộ đội Cụ Hồ, ra sức phấn đấu vượt mọi khó khăn thách thức, giành những thắng lợi mới cao hơn, là lực lượng nòng cốt góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, là đội quân chiến đấu trong thời bình, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Năm mới với khí thế mới, tư duy mới, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, tôi đề nghị toàn thể cán bộ chiến sĩ, công nhân viên chức quốc phòng, người lao động trong toàn quân, lực lượng dự bị động viên và dân quân tự vệ đề cao trách nhiệm, tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, đoàn kết mẫu mực, kỷ cương, linh hoạt, sáng tạo, quyết thắng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự quốc phòng năm 2022. Bộ trưởng Phan Văn Giang yêu cầu các cơ quan đơn vị tiếp tục tập trung, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, không chủ quan, tuyệt đối không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống, thường xuyên nghiên cứu, nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước về công tác quân sự quốc phòng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong mọi tình huống, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng quân đội chính quy, tinh, gọn, mạnh, tiến lên hiện đại và thực hiện hiệu quả nghị quyết của Quân ủy Trung ương về phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới. Các cơ quan đơn vị đổi mới thực hiện hoạt động công tác đảng, công tác chính trị, tăng cường các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, chuẩn bị tổ chức Tết trồng cây và phối hợp với các địa phương chuẩn bị chu đáo cho lễ giao nhận quân, làm công tác chuẩn bị cho lễ ra quân huấn luyện năm 2022 với khí thế trách nhiệm cao nhất. Trước nhiều nhiệm vụ quan trọng như điều chỉnh tổ chức lực lượng quân đội, xây dựng các văn bản luật mới về quân sự quốc phòng, tổ chức diễn tập cấp bộ quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, toàn quân và lực lượng dân quân tự vệ cả nước bước vào năm mới Nhâm Dần 2022 với tư duy mới, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, luôn đề cao trách nhiệm, đoàn kết, năng động, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.